tụi mình là Derek Corner, đây là Hạnh Nguyên, còn đây là Baba Được. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục series chuyện công sở với chủ đề mang tên Thử thách tập trung. Tóm tắt nội dung phần trước, Sunny hoàn thành thử thách với 4 câu đúng và 2 câu sai, tổng số điểm là 3 điểm. Lần này tiếp tục đến thử thách của Baba Được. Là cảnh báo giả. Yeah. Đem lại nhanh chóng dễ dàng. Đúng. Cấu hình đơn giản. Đúng. Và phân biệt được người và xe trong các chuyển động. Yeah. Chính xác. Câu hỏi thứ hai. Hồ nào biết hát biết ca? Hồ nào biết hát biết ca? Hồ. Hồ nào? Hồ. Hồ gì? Hồ, hồ gì đây? Hồ gì cao cao xinh xinh đẹp đẹp? Không biết. Rồi, câu trả lời là Hồ Ngọc Hoàng. À, hoặc là Hồ Quỳnh Hương. Ôi trời. Trời, người ta đẹp như thế mà. Câu hỏi tiếp theo. Những tính năng nổi bật nào của dòng IBC mã 5 phù hợp cho các dự án cần nhận diện khuôn mặt? À, những camera ID mã 5 có nhận diện khuôn mặt, có full color, có đèn LED, có bảo vệ. Gì nữa? Có tính năng báo động chủ động. Đúng rồi, mọi đúng này đang chỉ thôi. Tìm về tương lai. Xin lỗi. Tập trung, kể tên một số dòng cam có cảnh báo chủ động. Dòng camera ID mã 5, IBC mã 5 có cảnh báo chủ động. Gì nữa? Nhiều lắm. Hiện tại thì em được nhưng mới chỉ biết có dòng mã 5 thôi. Mã 5 là một nè, rồi dòng C22EB nè, hay còn gọi là dòng G26EB nữa nè. Chờ má ơi, câu này có bao nhiêu chữ L? Lan lên lầu, lan lấy lầu, lan lấy lầu giữ lên, lan lại lên lầu, lan lấy lại. Còn 12, 13, 4, 5, 6, 7, 17 chứ. Bao nhiêu? 17. Sai bếp. Có một chữ N thôi à. What? Gì? N hả? L. Thì nó không là một chữ N nữa mà. Đúng không? Không biết. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Hoàn thành câu tục ngữ sau. Bao giờ cho đến tháng chấm chấm chấm. Tháng 3. Hoa đạo rụng xuống. Không biết câu này rồi, chắc là tháng 3 đúng không? Tháng 3 đúng không? Tháng 3 đủ luôn. Bao giờ cho tới tháng 3? Đúng một câu. À, hoa gạo rớt xuống. Xuống. Bà già cấp tranh. Theo ban giám khảo cho là đúng, nhưng mà Đảo Yên không hiểu cho lắm. Đảo Yên hàng cái giọng luôn rồi. Mặc dù là Hạnh Nguyên thua nhưng mà hy vọng là Được và Hạnh Nguyên vừa mới mang lại những giây phút giải trí vui vẻ cho anh em. Chúc anh em những ngày làm việc thật là vui tươi, và chúng ta hoàn toàn tin rằng dù là chúng ta là dân kỹ thuật và chúng ta làm việc với máy móc, chúng ta làm việc với những thiết bị an ninh rất là khô khan, nhưng mà bản chất là chúng ta hoàn toàn có thể tạo được niềm vui cho chính công việc của mình. Xin cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại.